Xin chào tất cả các bác nhé. Chiều hôm nay, ngày hôm nay thì em sẽ giới thiệu cho tất cả các bác hai chiếc xe rất là đẹp. Do thời tiết đang mưa cho nên em sẽ quay nhanh một chút, mong mọi người thông cảm. Em sẽ giới thiệu từng chiếc một nhé. Chiếc này của em là Lexus RX 200T, sản xuất năm 2016. Tên công ty xuất hóa đơn là 1.8 tỷ á. Xe này của em sản xuất năm 2016, màu trắng, nội thất nâu, da bò. Biển tỉnh nhá mọi người nhá. Bây giờ nếu về Hà Nội hoặc về bất kỳ tỉnh nào thì đều bấm biển mới hết ạ. Các bác lưu ý hộ em nhé, chiếc này của em là RX200T nhé, chứ không phải bản NX nhé. Bản NX thì sẽ rẻ hơn rất là nhiều ạ. Lưu ý hộ em, bản này là bản RX200T. Chiếc này thì em đang chào bán với giá là 2 tỷ 650 triệu. 2 tỷ 650 triệu ạ. Em sẽ quay ngoại thất cho mọi người xem nhé. Đấy, nói chung là chiếc xe này về bên em nó phủ ceramic và tất cả mọi thứ nó rất là đẹp rồi. Xe sang mà, cho nên là phải làm thật chu đáo để phục vụ tất cả những vị khách dù là khó tính nhất. Lexus, một thương hiệu hạng sang đến từ Nhật Bản, RX200T. Chiếc này của em sẽ lưu ý thêm mọi người một chút nhé. Xe này của em là nhập khẩu chính hãng, không phải nhập ngoài, nhập khẩu chính hãng nhé. Thuế má rất là đầy đủ. Đấy, nguyên bản. Em cam kết về chất lượng cho mọi người ạ. Test hãng thoải mái, mua xe của bên em thì các bác biết rồi ạ. Khi mà đã về đến cửa hàng em thì em sẽ phủ ceramic, đảm bảo 100% về mặt chất lượng cho mọi người. Check hãng thoải mái. Rất là đẹp ạ. Nội thất màu nâu da bò, rất rất đẹp luôn. Lexus thì luôn luôn sang trọng rồi. Chiếc này em giao bán với giá là 2 tỷ 650 triệu mọi người nhé. Cửa sổ trời này rất là đẹp ạ. Em xin phép quay nhanh một chút nhé, mọi người để ý dùm em. Tại vì là thứ nhất là ở đây hiện tại đang sắp mưa rồi ạ. Ghế rất là căng, đẹp. Giá rất là hợp lý đấy. Chỉ có 2 tỷ 650, mọi người đã mua được một chiếc xe Lexus RX rồi. Đảm bảo là không có một vết xước nào mọi người nhé. Tại vì về đến em thì em đã tuốt tát lại cho nó thật hoàn hảo rồi. Rất là đẹp rồi. Tất cả mọi người xem kênh của em thì đều biết. Riêng cái nắp capo thì lúc nào em cũng ưu tiên hàng đầu, phủ ceramic. Không phải là đẹp mà là rất đẹp luôn nha mọi người nhá. Cụm đèn pha này. Rồi vào ghế lái nhá. Các bác mua xe của em thì em vẫn giao xe toàn quốc cho các bác nhé. Đảm bảo cho các bác luôn. Giao xe toàn quốc, giao xe tận nhà trong cái mùa dịch này. Nếu như mà các bác ngại di chuyển thì cứ ở yên tại nhà. Chỉ cần chuyển cọc cho em thì em sẽ giao đến tận nơi. Số km là 45.000 km zin mọi người nhé. Em không có tua đâu ạ, để nguyên ạ. Đấy, xe rất là đẹp. Ở trong cái hốc này thì nó có thêm cái chức năng là sạc điện thoại không dây, rất là tiện lợi ạ. Ngoài ra thì rất nhiều những cái option, sấy ghế này, sấy vô lăng, không có sấy vô lăng, sấy ghế và auto hold này, phanh tay điện tử này. Rồi thì rất nhiều những cái tính năng của Lexus, thương hiệu hạng sang đến từ Nhật Bản. Xe nhập khẩu Nhật Bản mọi người nhá. Rất là đẹp ạ. Hai chiếc xe rất là đẹp. Rồi em sẽ giới thiệu chiếc này trước đã. Sau đấy chúng ta sẽ xem chiếc kia.
Em là Song Thảo nhé. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video của em. Khi cần mọi người có thể liên hệ trực tiếp với số điện thoại của em hiện trên màn hình. Nếu bác nào bận có thể trao đổi qua Zalo với em ạ. Mọi người đăng ký kênh và like ủng hộ cho em nhé. Xin phép em dừng video ở đây. Em chào tất cả mọi người ạ.